Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự trưa chủ nhật ngày 3 tháng 11 của Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa. Thưa quý vị, Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa ban hành thông tư số 19 về việc lập thẩm định, giao, đánh giá dự án đầu tư công trên hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về đầu tư công. Theo đó, phạm vi điều chỉnh của thông tư gồm lập thẩm định, giao, điều chỉnh, theo dõi, đánh giá kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm, vốn ngân sách trung ương, vốn ngân sách địa phương, vốn từ nguồn thu hợp pháp của các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập dành để đầu tư. Đồng thời, thông tư cũng có nội dung về việc theo dõi, đánh giá kế hoạch đầu tư công, sử dụng nguồn dự phòng, tăng thu, tiết kiệm chi. Cùng với đó là quản lý thông tin, đánh giá đối tượng sử dụng vốn đầu tư công trên hệ thống. Ủy ban nhân dân thành phố Nha Trang vừa có văn bản chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã phường, các phòng chuyên môn trung tâm phát triển quỹ đất thành phố kiểm tra, rà soát quỹ đất, nhà công trình và tài sản gắn liền với đất thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn thành phố theo đó thành phố nha trang yêu cầu ủy ban nhân dân các xã phường tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn theo đúng quy hoạch kế hoạch sử dụng đất công bố niêm yết công khai quy hoạch kế hoạch sử dụng đất đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định, tổ chức ra soát các thử đất chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn, cập nhật trình lý các biến động về đất đai, có kế hoạch thông báo cho tổ chức cá nhân đang sử dụng đất làm thủ tục đăng ký đất đai theo quy định của pháp luật, đồng thời tiến hành ra soát các thử đất theo hồ sơ địa chính là đất công, đất ủy ban nhân dân quản lý nhưng chưa được đưa vào danh sách quản lý để kiểm tra, đề xuất giải pháp xử lý theo quy định. Hàng năm thực hiện việc kiểm tra, ra soát, thống kê chi tiết quỹ đất công đất vô dư, quỹ đất 5% quỹ đất chưa sử dụng trên địa bàn và có kế hoạch sử dụng quản lý đề xuất phương án bố trí sử dụng hợp lý tiến hành thanh lý những hợp đồng thuê đất công ích đã hết thời hạn những hợp đồng thuê đất không đúng thẩm quyền không đúng thời hạn báo cáo ủy ban nhân dân thành phố để đưa vào sử dụng theo quy hoạch kế hoạch sử dụng đất đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt xử lý triệt để các trường hợp lấn chiếm các thử đất công đất công ích đất chưa sử dụng theo quy định phòng tài nguyên và môi trường chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan và các chủ đầu tư thực hiện các dự án phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn thành phố ra soát quỹ đất tá định cư đất xẻo đất vô dư đã nhận bàn giao và tham mưu ủy ban nhân dân thành phố nha trang chỉ đạo trung tâm phát triển quỹ đất thành phố nha trang ủy ban nhân dân các xã phường quản lý chặt chẽ quỹ đất này 9 tháng năm nay, cảng Cam Ranh đã thu hút thêm 10 khách hàng mới. Sản lượng khai thác khách hàng mới, mặt hàng mới 9 tháng là 169.480 tấn trên 80.000 tấn, đạt hơn 211% so với kế hoạch năm 2024. Tổng sản lượng hàng thông qua cảng Cam Ranh tính từ đầu năm đến giữa tháng 10 năm 2024 đạt 2 triệu tấn, đạt 83% kế hoạch. Trong đó, triển khai dịch vụ chuỗi logistics của tỉnh đạt trên 508.000 tấn, vượt 154% kế hoạch năm. Doanh thu đạt 126,77 tỷ đồng, tăng 31% so với cùng kỳ năm 2023. Nhằm nâng cao sản lượng hàng hóa, thời gian tới, cảng Cam Ranh sẽ tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp tăng trưởng thị phần hàng hóa trong khu vực, phát triển thị trường, nắm bắt thông tin, nhu cầu của khách hàng để có chính sách phù hợp thưa quý vị và các bạn qua rà soát huyện diên khánh xác định khu vực thường xuyên bị ngập lụt do mưa lũ là các xã thị trấn ven sông cái và hạ lưu các hồ chứa nước hiện nay tại các khu vực này lại đang triển khai một số công trình xây dựng nằm trên hướng tiêu thoát lũ do đó để tránh ảnh hưởng đến khu dân cư ủy ban nhân dân huyện diên khánh đã yêu cầu chủ đầu tư các dự án triển khai ngay phương án tiêu thoát lũ đảm bảo an toàn công trình trước mùa mưa lũ năm nay Dự án kè và đường dọc sông nhánh nối sông Cái và sông Đồng Đen giai đoạn 2 do ban quản lý dự án các công trình xây dựng huyện Diên Khánh làm chủ đầu tư. Mục tiêu dự án chống sạt lở bờ sông, bảo vệ khu dân cư xã Diên Toàn, xã Diên An, đồng thời ứng phó với tình hình biến đổi khí hậu, mưa lũ ngày càng diễn biến phức tạp. Tổng mức đầu tư của dự án gần 120 tỷ đồng, gồm các hạng mục chính, xây mới tuyến kè và đường giao thông dọc hai bờ sông, có tổng chiều dài hơn 2 km. Hiện tại, đơn vị đã thi công chân khay dưới mặt nước và lắc mái bảo vệ tuyến kè bờ tả hữu dài khoảng 250 m đã giải phóng mặt bằng, khơi thông dòng chảy và gia cố những vị trí sung yếu có khả năng gây mất an toàn công trình. Trước và trong mùa mưa bão năm 2024, về phía đơn vị thi công chúng tôi để lên một số phương án chuẩn bị để ứng phó như thường xuyên theo, theo dõi các bản tin dự báo thời tiết, chủ động nạo vét khơi thông dòng chảy, các vị trí có khả năng à, thoát nước kém bố trí người và lực lượng phương tiện trực 24 /4 tại công trường để xử lý sự cố khi có tình huống gặp úng xảy ra trên lưu vực thi công. Tại dự án cầu Mương Quang xã Chiên Phú, để đảm bảo an toàn vượt lũ, đơn vị thi công đang tập trung nhân lực, thiết bị để nhanh tiến độ làm cột khoan nhồi cho các mố và trụ cầu. Do công trình này nằm trên tuyến thoát lũ từ cầu Đá Lố đến kênh tiêu Diên Sơn, Diên Điền, Diên Phú, nên chủ đầu tư dự án đã yêu cầu các nhà thầu khẩn trương triển khai phương án phòng chống thiên tai. Trước mưa lũ, chủ động kiểm tra toàn bộ khu vực của dự án để kịp thời xử lý những vị trí sung yếu. Khi có thông tin dự báo về mưa lũ, thì toàn bộ hoạt động trên công trường chuyển sang trạng thái sẵn sàng ứng phó. Phương án của đơn vị đưa ra là thường xuyên là có một cán bộ tại công trường và đồng thời trong đó là sẽ rào rào dây cảnh báo và đặc biển những nơi vực sâu nguy hiểm để cảnh báo cho bà con khi có thời tình hình thời tiết xấu thì sẽ đưa các trang trang bị máy móc và tài sản con người lên vị trí cao an toàn và đồng thời là cắt hết các cái nguồn điện để phòng tránh cái việc hỏa hoạn điện giật ban cũng xác định là các công trình trọng điểm của huyện có tính chất rất là quan trọng cho nên là công tác mà phòng phòng tránh thiên tai phòng chống thiên tai này thì phải luôn phải đặt hàng đầu mà trọng tâm nhất của nó là đối với các công trình yêu cầu các nhà thầu làm sao đó phải cảnh báo được an toàn cho người dân đồng thời là cũng cảnh báo cũng như là bố trí các các cái vị trí mà 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 cần phải phải chú ý cái thứ hai nữa là an toàn giao thông trên công trình và một vấn đề quan trọng nữa là làm sao cho bảo đảm an toàn công trình trong mùa mưa lũ. Công trình thì đương nhiên lúc nào cũng phải thi công. Chỉ trừ trường hợp là khi có dự báo thì có phương án để di dời. Nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng chống thiên tai, phục vụ đời sống và sản xuất, trên địa bàn huyện Chiên Khánh đang được đầu tư các công trình và giao thông thủy lợi như dự án cầu Mương Quang kè và đường dọc sông nhánh nối sông Cái và sông Đồng Đen giai đoạn 2 do ban quản lý dự án các công trình xây dựng huyện làm chủ đầu tư. Các dự án sửa chữa nâng cấp hồ chứa nước Am Chúa, tiêu thoát lũ các xã Diên Sơn, Diên Điền, Diên Phú do ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn làm chủ đầu tư. Huyện chỉ đạo cho các chủ đầu tư và các phòng quản lý nhà nước về cái lĩnh vực này yêu cầu các đơn vị thi công chủ đầu tư phải có cái phương án phòng chống thiên tai và báo cáo về cho huyện và đặc biệt là khi mà mua lũ về thì vừa cho phòng chống thiên tai tại chỗ và vừa cũng có cái phương án hỗ trợ cho những cái địa phương lân cận nếu người ta có nhu cầu ví dụ như xe phương tiện này nọ thì cũng làm sao chung với huyện để đảm bảo cái phương án phòng chống thiên tai trên toàn huyện trong mùa mưa bão 2024. Trước mùa mưa lũ năm 2024, qua rà soát ở huyện Chiên Khánh có gần 80 vị trí, khu vực sung yếu, có khả năng xảy ra ngập lụt, sạt lở đất và mùa mưa bão. Để chủ động ứng phó theo phương châm 4 tại chỗ, huyện đã yêu cầu các nhà thầu xây dựng công trình tại những khu vực này, tăng cường phối hợp, hỗ trợ địa phương ứng phó với thiên tai. Năm 2025 là năm đầu tiên học sinh lớp 12 sẽ thi tốt nghiệp trung học phổ thông theo chương trình giáo dục phổ thông năm 2018, với nhiều thay đổi so với năm 2024 trở về trước. Theo đó, mỗi học sinh chỉ phải thi tốt nghiệp trung học phổ thông với 4 môn, trong đó có hai môn bắt buộc là toán và ngữ văn. Hai môn thi còn lại do học sinh lựa chọn trong số các môn được học ở lớp 12. Điều đó dự báo kéo theo những điều chỉnh cho công tác tuyển sinh đại học cao đẳng ngành giáo dục mầm non từ năm 2025. Để chuẩn bị cho kỳ tuyển sinh đại học cao đẳng ngành giáo dục mầm non từ năm 2025, Thời điểm này, một số cơ sở giáo dục đại học đã bắt đầu công bố dự kiến phương án tuyển sinh, bao gồm chỉ tiêu, phương thức, đối tượng, cũng như yêu cầu cụ thể của các ngành nghề. Ghi nhận chung từ các trường cho thấy, về cơ bản, các trường vẫn sử dụng các phương thức tuyển sinh như đã áp dụng trong năm 2024, như xét tuyển từ kết quả kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, xét kết quả kỳ thi đánh giá tư duy, kết hợp nhiều hình thức xét tuyển. Thưa quý vị và các bạn, trong xu thế chuyển đổi số mạnh mẽ hiện nay, ngành giáo dục Khánh Hòa đang từng bước số hóa các hoạt động quản lý, trong đó có việc triển khai thí điểm học bạ số cấp tiểu học. Sau một năm thí điểm, đến nay 100% trường tiểu học trên địa bàn tỉnh đã triển khai thành công thí điểm học bạ số, mang đến thay đổi tích cực trong công tác quản lý học sinh. Trước đây, việc lưu trữ, quản lý học bạ của học sinh chủ yếu được thực hiện thông qua hình thức giấy truyền thống. Tuy đã bước đầu ứng dụng công nghệ thông qua các phần mềm như VNEDU và SMART, nhưng việc triển khai vẫn còn hạn chế. Theo chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cánh Hòa đã triển khai thí điểm học bạ số từ tháng 3 2024 tại 178 trên 178 trường tiểu học trong toàn tỉnh. Với sự nỗ lực của toàn ngành, đến nay 100% trường tiểu học đã triển khai thành công với tỷ lệ phát hành học bạ số đạt 99,91%. Tại trường tiểu học Tân Lập 1, thành phố Nha Trang, một trong những đơn vị điển hình trong việc triển khai học bạ số, nhiều giải pháp sáng tạo đã được áp dụng. Sở cũng đã có cái tập huấn cho các đơn vị trường. Khi mà những giáo viên gặp khó khăn thì trường chúng tôi có một cái đội ngũ giáo viên trẻ giỏi về công nghệ thì tập huấn chuyên sâu hơn cho giáo viên cầm tay chỉ việc hướng dẫn để làm sao thực hiện đạt hiệu quả. Và thực tế là trường tôi trong năm học 23-24 đã thực hiện rất là tốt cái chuyển đổi học bạ số thực hiện đúng theo cái quy định đúng theo thời gian tiến độ của sở giáo dục quy định. Sau một thời gian uh, sử dụng cái học bài số, tôi thấy là học bạ số uh, giúp cho giáo viên rất là nhiều trong công tác uh, chủ nhiệm của lớp và giảng dạy. Uh, học bạ số giúp cho chúng tôi là có thể là uh, làm công việc được nhanh, hiệu quả hơn, giảm áp lực công việc. Bên cạnh kết quả đạt được, việc triển khai học bạ số vẫn còn thách thức cần được giải quyết. Hạ tầng công nghệ thông tin cần được đầu tư nâng cấp. Một số phụ huynh chưa có điện thoại thông minh, thời gian tạo lập và ký số học bạ khá gấp rút. Vấn đề về mã định danh cá nhân của học sinh. Để chuẩn bị cho việc mở rộng áp dụng học bạ số trong năm học 2024-2025, Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa đã đề ra nhiều giải pháp. Để chuẩn bị cho việc triển khai chính thức từ năm học 2024-2025, thì thứ nhất về mặt của sở giáo dục đào tạo thì sẽ trang bị cái cổng tiếp nhận cơ sở dữ liệu học bài số của tỉnh đảm bảo là có cái phần mềm tiếp nhận học bài số cũng như là có cái thiết bị cái hạ tầng để lưu trữ học bài số của học sinh và bên cạnh đó thì sở sẽ làm tốt cái công tác tập huấn hướng dẫn tư vấn và hỗ trợ các phòng dục cũng như các trường để thực hiện tốt cái học bài số và trong quá trình đó chúng tôi thực hiện công tác kiểm tra giám sát để đảm bảo tiến độ theo yêu cầu của Bộ Dục Đào Tạo học bả số không chỉ là một bước tiến trong công cuộc chuyển đổi số của ngành giáo dục mà còn là nền tảng quan trọng để kết nối liên thông dữ liệu giáo dục từ phổ thông đến đại học trong tương lai. từ kết quả khả quan trong giai đoạn thí điểm có thể thấy học bả số sẽ là bước đột phá trong công cuộc hiện đại hóa nền giáo dục Việt Nam. với quyết tâm cao và sự chuẩn bị kỹ lưỡng việc triển khai thí điểm học bả số tại Cánh hòa đang từng bước được thực hiện hóa theo lộ trình chuyển đổi số của ngành giáo dục hướng tới mục tiêu xây dựng nền giáo dục thông minh hiện đại và hiệu quả. thông tin và hình ảnh vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự trưa nay của đài phát thanh và truyền hình khánh hòa cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi và bây giờ là bản tin chiều báo thời tiết Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin dự báo thời tiết trưa nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa. Thưa quý vị, theo thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia thì hiện nay ở phía Bắc có một phần không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam. Dự báo là khoảng đêm ngày 3 tháng 11, một phần không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến phía Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ, hầu hết các nơi ở phía Tây Bắc Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ. Từ ngày 4 tháng 11 thì ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét, Do ảnh hưởng của không khí lạnh, khu vực Trung Bộ có mưa vừa mưa to, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác. Dự báo thời tiết chi tiết các vùng trong cả nước ngày 3 tháng 11 như sau. Khu vực phía Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng, đêm không mưa, gió nhẹ, đêm trời lạnh, có nơi trời rét, nhiệt độ từ 18 đến 31 độ. Khu vực phía đông bắc bộ, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Riêng khu vực đồng bằng và ven biển có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Đêm trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét, nhiệt độ từ 18 đến 31 độ. Khu vực các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, Ngày nắng, đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, trời lạnh. Phía Nam có mưa vừa mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 18 đến 29 độ. Khu vực các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, nhiều mây có mưa vừa mưa to và rải rác có dông. Cục bộ có nơi mưa rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lúc xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 20 đến 31 độ. Khu vực Tây Nguyên, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 18 đến 30 độ khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Bản tin dự báo thời tiết trưa nay của Đài Phát Thanh và Truyền hình Cánh Hòa đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.